Hello, chào mừng ông bà cô chú anh chị em và các bạn đã quay trở lại với Social TV, tiếp tục cập nhật tin tức mới nhất để ông bà cô chú chúng ta cùng nắm nhé. Mới đây thì bé Úc Phạm Thiên Ngân có chia sẻ về ca khúc của anh Yuno lên trang fanpage của mình như sau. Chia sẻ ca khúc mới của anh Người Yêu sân khấu nè, cả nhà vào nghe nhạc nha, hay quá chừng luôn nè. Ca khúc Cầu Kiều của ca sĩ Yuno hiện tại đã có lượt xem gần 7.000 lượt xem. Đây là một ca khúc mà Yuno đã hoàn tất một cách chỉnh chu, lấy bối cảnh ở tại cánh đồng Bảy Mẫu ở Quảng Nam. Theo như chia sẻ của ca sĩ Yuno thì toàn bộ MV Cầu Kiều của Duy được thực hiện ở rừng dừa Bảy Mẫu thuộc tỉnh Quảng Nam. Rừng dừa Bảy Mẫu từng là căn cứ của cách mạng trong thời kỳ chống Pháp, trở thành nơi trú ẩn vô cùng an toàn cho lực lượng cách mạng. Thời bình, rừng dừa lại tạo sinh kế cho bao phận người và trở thành điểm tham quan du lịch nổi tiếng của Hội An. Nơi đây năm 2009, UNESCO từng công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Vậy là ca khúc Cầu Kiều được thực hiện hết sức là hoành tráng, và như chúng ta đã thấy, MV quay những hình ảnh cực kỳ đẹp và ca từ trong ca khúc này cũng rất dễ đi vào lòng người. Do đó hiện tại ca khúc này đang nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ fan hâm mộ. Về phần Phạm Tuyết Nhung thì sáng hôm nay Phạm Tuyết Nhung đi thu sản phẩm mới để tặng cả nhà thôi. Vậy là Tuyết Nhung đi thu âm bài hát mới để dành tặng cho fan hâm mộ. Trên trang cá nhân của Tuyết Nhung thì chỉ chia sẻ những bức ảnh ở tại phòng thu. Tuyết Nhung có ghi thêm như thế này: chiều Tây Đô với một phong cách nhạc mới lạ, cả nhà cùng chờ xem nghe nha. Vậy là bài hát chiều Tây Đô sẽ được Tuyết Nhung ra mắt trong thời gian sắp tới với một phong cách mới. Hy vọng đây là bài hát sẽ được mọi người yêu thích. Mới đây nhất thì cả Thiên Ngân và Tuyết Nhung đều chia sẻ đường link kênh YouTube mới của bà Mạnh Quỳnh. Thiên Ngân kêu gọi mọi người như sau: cả nhà ơi, đây là kênh mới của ba. Cả nhà yêu mến, đăng ký kênh và chia sẻ để kênh càng ngày càng phát triển nha. Bên dưới lời kêu gọi của Phạm Thiên Ngân thì khán giả để lại những lời bình luận rất dễ thương. Gia đình ba Mạnh Quỳnh của con tuyệt vời, ok. Số 1, thấy là nhào vô đăng ký liền thôi. Ủng hộ kênh của ba con rồi nè, quá tuyệt vời luôn Phạm Thiên Ngân ơi. Ok con, mấy ba con hát vui quá trời luôn. Út Ngân lúc nào cũng được ba ưu ái, he he. Đăng ký rồi nè bé, thương và ủng hộ theo dõi đại gia đình Quỳnh Nhung. Vậy là trong vòng chỉ mới một ngày ra mắt, kênh của Mạnh Quỳnh Legacy đã có hơn 2.000 lượt đăng ký. Đây là một con số rất đáng mừng, tại vì trong thời gian ngắn như vậy mà số lượng người đăng ký, tức là số lượng subscribe ngày càng cao, chứng tỏ sức hút của danh ca Mạnh Quỳnh còn rất là lớn. Và việc mà đàn gà con chia sẻ đường link kênh YouTube của bà Mạnh Quỳnh và kêu gọi những fan hâm mộ vào để đăng ký ủng hộ và được xem nhiều clip về âm nhạc cũng như những clip trong các show mà ba Mạnh Quỳnh đã trình diễn cùng với đàn gà con, thì giờ đây mọi người có thể vào kênh YouTube để xem lại. Còn ở bên Mỹ thì có một thông tin cực kỳ vui đến từ ca sĩ Trixie Phương Trinh. Mới đây thì Trixie Phương Trinh chia sẻ một tin tức cực kỳ vui. Đây là niềm vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp ca hát 35 năm của mình. Đó là được mời đứng cùng sân khấu với những ca sĩ ban nhạc New Wave chính gốc từ Europe. Lần đầu tiên mình biết đến nhạc New Wave là lúc mình đang học lớp 12 ở trường Chatsworth High School cách đây 40 năm. Lúc đó mình mới vừa dọn về Cali từ một thành phố nhỏ có tên là Redmond ở tiểu bang Washington. Thành phố Redmond nhỏ đến nỗi
không có được cái rạp chiếu phim của riêng nó. Muốn đi xem phim phải đi qua thành phố kế bên, cách đó 20 phút. Ai ngờ đâu nơi đó bây giờ là headquarter của hãng Microsoft. Ngày xưa cũng có thể đã gặp ông Bill Gates ở chợ hay ở đâu đó mà không biết ông ta là ai. Vì đầu thập niên 80, cái tên Bill Gates là một cái tên chưa ai biết đến. Khi dọn về Cali thì mình ở một thành phố cũng khá xa khu bonsai, có tên là Canoga Park. Lái xe cũng phải mất 1 tiếng rưỡi mới tới. Nơi đó là nơi lần đầu tiên mình nghe đến nhạc New Wave. Tuổi teen của mình ở Redmond toàn nghe nhạc rock, nhạc heavy metal, cho nên cách trình diễn của mình trên sân khấu có chút ảnh hưởng của rock and roll là vậy. Thời đó, người Việt Nam mình hay tổ chức tiệc New Wave ở nhà, tức là house party. Đi đến đâu cũng nghe loại nhạc New Wave này. Nhịp điệu nhanh cũng không nhanh, mà chậm thì cũng không chậm. Mà lạ là chỉ có người Việt Nam nghe nhạc này thôi, chứ tụi teen Mỹ lúc đó nghe Madonna, Duran Duran, Deeper Chip Mo. Từ một đứa rocker, mình từ từ thay đổi cách ăn mặc cho giống các cô gái ở Cali. Vì mỗi lần đi đến mấy cái tiệc Việt Nam, ai cũng nhìn mình như quái thú. Tóc xù, áo da đen, quần da beo, thì lúc đó chỉ có mình là đứa con gái Việt Nam duy nhất dám mặc như vậy thôi. Nghe nhạc rock quen rồi nên mới đầu nghe nhạc New Wave không quen, nhưng rồi dần thành thích. Thời đó, mỗi lần đi xuống Bosa là các bài hát như New Wave, You Can Win If You Want, Jump In My Car, In The Heat Of The Night, Hey Hello, Tokyo By Night, Say You Never, được mở vang trời từ các tiệm băng nhạc hoặc xe ai đó đang chạy trên đường. Đúng là cuộc đời không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. 40 năm trước, mình chỉ là một cô bé 15 tuổi mới dọn về Cali, nhút nhát, quê mùa vì mặc đồ không đúng gu với các bạn ở Cali và cũng chẳng sành điệu trong các điệu nhảy New Wave. Năm 19 tuổi, may mắn được bước lên sân khấu làm ca sĩ và những bài hát khởi đầu cho sự nghiệp ca hát là những bài New Wave của CC Cat, Modern Talking, Sandra, Diane Ross, Gina T. Trong 35 năm làm ca sĩ thì thăng trầm đều nếm đủ. Thật ra thăng thì ít mà bình bình thì nhiều, vì mình chưa đủ nổi tiếng để có thể gọi là thăng hi hi. Ở tuổi 55 là tuổi đáng lẽ là đã qua thời mong chờ, nhưng ai đâu ngờ cách đây vài ngày mình được ban tổ chức mời hát cùng chương trình với các ca sĩ New Wave chính gốc mà mình và hàng triệu giới trẻ Việt Nam trên toàn thế giới đã từng nghe ngày đêm qua băng cassette ở thập niên 80. Chương trình sẽ diễn ra 3 đêm tại The Rose in Orange County, June 24, San Jose Civic Center. Vé có bán tại Ticketmaster. Các bạn mua vé sớm trước ngày 1 tháng 5 thì sẽ bớt được 10%. Hy vọng các bạn Việt Nam ai đã từng mê nhạc New Wave thì sẽ có mặt đông đủ và nhớ làm ơn vỗ tay hò hét khi người ta giới thiệu tên Trixie giùm hay nha. Hi hi. Can't wait to see you on there. Vậy là thêm một lần nữa, ca sĩ Trixie Phương Trinh nhận được tin rất vui trong sự nghiệp ca hát của mình. Đây là lần đầu chị được mời để diễn chung cùng với một ban nhạc New Wave đến từ châu Âu. Video chia sẻ tin tức của mình đến đây là kết thúc. Rất mong ông bà cô chú hãy tiếp tục đăng ký ủng hộ giúp Social TV với nhé. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều ạ.